Chào mừng các bạn đã đến với Better Cry, thương trường kỳ chuyện. Samsung là thương hiệu quá quen thuộc với người dân Việt Nam. Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và Việt Nam cũng là cơ sở sản xuất lớn nhất của Samsung. Trong năm 2020, Samsung Việt Nam ghi nhận 67 tỷ đô la doanh thu và 4 tỷ đô lợi nhuận, trong khi GDP danh nghĩa của Việt Nam là khoảng 270 tỷ đô la. Như vậy, doanh thu của Samsung tương đương 25% GDP của cả nước. Tại Hàn Quốc, Samsung được biết đến là một trong số anh cả của các chaebol, xếp hạng sau đó là Hyundai, SK và LG. Tập đoàn này đã có đóng góp lớn nhất vào cú lột xác ngoạn mục mang tên Kỳ tích sông Hàn. Bạn có tò mò vì sao Samsung lại gặt hái được nhiều thành công đáng mơ ước như vậy? Từ cửa hàng gạo vươn mình trở thành cha đẻ của nền công nghiệp Hàn Quốc. Lee Byung-chul là người sáng lập ra tập đoàn Samsung, một trong những người tiên phong có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc nói chung, cũng như trong suốt quá trình phục hồi, vươn mình của nền kinh tế Hàn Quốc nói riêng. Và không biết có phải đây là đặc điểm chung của các tỷ phú lỗi lạc hay không, nhưng sự nghiệp học hành của Lee Byung-chul cũng không hề suôn sẻ khi ông bỏ học tận 4 lần và cuối cùng cũng không có một tấm bằng đại học nào, giống rất nhiều tỷ phú khác trên thế giới như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Ngay từ khi còn trẻ, Lee Byung-chul đã thể hiện được khả năng quan sát và đánh giá thời cuộc tuyệt vời. Ông chính thức bắt đầu kinh doanh vào năm 1936 khi nhìn thấy tiềm năng trong việc xay sát gạo. Vào thời điểm đó, khi giá gạo đang tăng, tâm lý của các chủ xay sát là đợi giá tăng thêm nữa và nên mua gạo vào. Lúc này, ông sẽ bán ra. Ngược lại, khi giá gạo đang giảm, ông lại mua vào. Bằng lối đi ngược đời ấy, ông đã gặt hái được thành công ban đầu để làm tiền đề đầu tư mở rộng sang các ngành nghề khác. Năm 1938, Lee Byung-chul khi ấy vừa 30 tuổi đã thành lập Samsung, nghĩa là bà ngôi sao ở Daegu, với xuất phát chỉ là một doanh nghiệp vận tải. Sau đó kiêm thêm buôn bán nhỏ lẻ ở các mặt hàng do chính công ty sản xuất. Samsung sau đó có được khởi đầu thuận lợi khi nhanh chóng làm ăn phát đạt. Đến năm 1947, Lee Byung-chul đã có một quyết định táo bạo, chuyển trụ sở của Samsung đến thủ đô Seoul. Ông tin rằng nơi trung tâm đất nước sầm uất giao thương này mới phù hợp cho sự phát triển của Samsung sau này, dẫu rằng đây cũng là nơi cạnh tranh rất khốc liệt. Nhiều thử thách đang chờ đợi ông ở phía trước. Đây được đánh dấu là một cột mốc quan trọng cho đà phát triển mạnh mẽ của Samsung. Và quyết sách chuyển địa điểm kinh doanh đã hoàn toàn chính xác khi đến năm 1950, Samsung trở thành một trong 10 công ty lớn mạnh nhất của Hàn Quốc bấy giờ. Đây được xem như bệ phóng vững chắc để Samsung lần lượt chinh phục các nhóm ngành khác nhau và mở rộng ảnh hưởng của mình không chỉ tại Hàn Quốc mà còn gây tiếng vang trên thế giới. Năm 1987, Chủ tịch Lee Byung-chul qua đời. Đây cũng là thời khắc lịch sử chứng kiến sự chuyển giao thế hệ, tạo nên cú nhảy vọt của Samsung, trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc. Chủ tịch Lee Kun-hee lên nắm quyền điều hành tập đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Lee Kun-hee, trong vòng 6 năm, từ năm 1988 đến năm 1993, giá trị vốn hóa của Samsung tăng gấp 2,5 lần. Tuyên ngôn Frankfurt. Khi tìm kiếm thông tin về Lee Kun-hee và sự chuyển mình của tập đoàn Samsung trên mạng, chúng ta sẽ thấy rất nhiều câu chuyện liên quan đến cụm từ tuyên ngôn Frankfurt. Vậy nguồn gốc của cụm từ này là gì? Và nó có tác động gì đến sự thành công của Samsung hiện nay? Năm 1993, Lee Kun-hee cùng các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đã thị sát tới Frankfurt, Đức. Tại đây, ông nhận được bản báo cáo từ một cố vấn người Nhật tại trung tâm thiết kế của Samsung với đầy dẫy những sai sót, yếu kém trong khâu làm việc của nhân viên tại nước ngoài. Bản báo cáo như một hồi chuông báo động về tinh thần làm việc của nhân sự tại các chi nhánh nước ngoài. Ngay lập tức, Lee Kun-hee triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với hàng trăm lãnh đạo cao cấp của Samsung tại ngay Frankfurt. Cuộc họp kéo dài tới tận 3 ngày, về sau này được nhắc tới với cái tên tuyên ngôn Frankfurt 1993. Đích thân Lee Kun-hee đã đi khắp các chi nhánh trên khắp thế giới để đào tạo nhân viên, giúp họ hiểu được cần phải thay đổi mọi thứ trừ vợ con của bạn. Có như vậy, công việc và cuộc sống của họ mới có những bước tiến dài trong tương lai. Không ngừng đào tạo để lớn mạnh. Trong những năm sau tuyên ngôn Frankfurt, Samsung trở thành một trường đại học khổng lồ. Trường dạy CEO Samsung ra đời vào tháng 9 năm 1993, 3 tháng sau tuyên ngôn Frankfurt. Ngôi trường đó đón 850 học viên là tất cả số quản lý cao cấp của Samsung tại thời điểm đó đến đào tạo trong 6 tháng, 3 tháng tại chỗ và 3 tháng ở nước ngoài.
Khi các học viên thực tập ở nước ngoài, Lee cấm họ không được di chuyển bằng máy bay mà phải sử dụng các phương tiện đường bộ như ô tô, tàu, xe bus để cảm nhận rõ ràng hơn văn hóa của nước sở tại. Trong 5 năm, từ năm 1994 đến năm 1999, mỗi năm Samsung chọn ra 400 người trẻ tuổi có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, nhét vào tay họ một nắm tiền và tung đội ngũ này ra nước ngoài trong một năm, mặc cho họ đi đâu, làm gì thì tùy. Lee hy vọng đội ngũ hạt giống này có thể trở về với hiểu biết và kinh nghiệm sâu sắc về thị trường bản địa mà họ tới để nằm vùng. Sau khi trở về từ nước ngoài, đội ngũ hạt giống này sẽ trở thành những chủ lực cho chính sách tập đoàn toàn cầu thấu hiểu địa phương của Samsung. Trong 5 năm, từ năm 1994 đến năm 1999, chỉ riêng cho chương trình gieo giống của Samsung, ước tính đã đốt hết khoảng 100 triệu đô la Mỹ để đào tạo cho 2.000 hạt nhân chủ chốt cho kế hoạch đánh chiếm thị trường thế giới của mình. Đến tận bây giờ, trung tâm phát triển nhân lực của Samsung đóng ở Hàn Quốc vẫn tiếp nhận khoảng 50.000 học viên mỗi năm. Công cuộc luyện quân của Samsung kéo dài suốt hơn 20 năm đến bây giờ vẫn không hề có dấu hiệu lão suy. Ngôi trường này không chỉ là nơi đào tạo chuyên biệt của Samsung mà còn là biểu tượng của sự cấp tiến, chuyên nghiệp và tư duy tiến lên của bậc lãnh đạo. Chỉ có những cá nhân xuất sắc mới làm nên một tập thể lớn mạnh, hùng cường. Samsung và cú nhảy vọt về chất lượng. Những năm đầu trong nhiệm kỳ ông Lee Kun-hee lãnh đạo tập đoàn là thời điểm các nước châu Á đẩy mạnh mở cửa giao thương, phát triển kinh tế sau chiến tranh. Nhận thấy tiềm lực từ những ngành công nghệ mới, đặc biệt là điện tử, Lee Kun-hee đã đầu tư mạnh mẽ để phát triển lĩnh vực này. Đây cũng là lĩnh vực mang lại lợi nhuận và danh tiếng cho Samsung, đánh bại hàng loạt các ông lớn trên thế giới. Bản thân Lee Kun-hee cũng hiểu được sự khốc liệt của thị trường này, nên ông đã không ngần ngại đưa ra hàng loạt quyết sách nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm khi đưa ra thị trường. Điển hình như lĩnh vực điện thoại khá quen thuộc với chúng ta. Với thế mạnh đa ngành nghề, Samsung đã tận dụng mọi cơ hội để chiếm lĩnh thị trường điện thoại di động, khi không chỉ tự sản xuất điện thoại mang nhãn hiệu của mình mà còn là một nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng cho các nhà sản xuất khác. Và Apple chính là khách hàng lớn nhất của Samsung. Điều đó có tác động chắc chắn sẽ là cơ hội của Samsung, vì mỗi khi Apple đặt một đơn hàng lớn gồm màn hình và các bộ vi xử lý thì Samsung cũng tiên đoán được một xu hướng sắp diễn ra trong lĩnh vực này. Nhìn lại hành trình chinh phục lĩnh vực sản xuất và phân phối điện thoại di động của Samsung, chúng ta càng thêm cảm thán về mức độ đầu tư, cải tiến của tập đoàn này. Chiếc điện thoại đầu tiên được Samsung sản xuất vào năm 1988 và những gì Samsung làm sau đó đã trở thành huyền thoại. Năm 1995, để nhấn mạnh vào chất lượng, ông đã đến thăm một nhà máy của Samsung ở thị trấn Gumi sau khi một lô điện thoại di động bị phát hiện có lỗi. Những gì xảy ra tiếp theo đã trở thành huyền thoại. Họ cùng nhau chứng kiến số điện thoại, máy fax và số hàng tồn kho khác trị giá lên đến 50 triệu đô la Mỹ bị đập vỡ thành từng mảnh và bốc cháy. Các nhân viên đã khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này. 2.000 công nhân của nhà máy Gumi đã tập trung ngoài sân và buộc phải đeo băng đô có nhãn, chất lượng là trên hết. Ông Lee và ban giám đốc của mình ngồi dưới một biểu ngữ có nội dung: chất lượng là niềm tự hào của tôi. Kể từ đó, Samsung cho ra thị trường những sản phẩm chất lượng và luôn được cải tiến để khẳng định tên tuổi của mình. Không chỉ dừng lại ở việc cải tiến khâu sản xuất, điện thoại Samsung còn được biết đến với đa dạng mẫu mã, chủng loại phù hợp với nhiều phân khúc, từ bình dân cho đến cao cấp, phù hợp cho mọi tầng lớp dân số. Các mẫu điện thoại luôn được cải tiến theo năm, với nhiệm vụ mang đến trải nghiệm thân thiện, hữu ích cho người dùng. Sau gần 20 năm bị Nokia đè đầu ghế cổ, Samsung giờ đây đã là tân vương của làng sản xuất điện thoại toàn cầu với các sản phẩm smartphone thuộc dòng Galaxy S và Galaxy Note được đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Hiện nay, khi thị trường điện thoại di động đang cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt các đối thủ nặng ký như Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung đã kịp thời tung ra vũ khí bí mật, một công nghệ mà đã ấp ủ gần một thập kỷ, đó là smartphone màn hình gập. Ai mà lại không muốn sở hữu một thiết bị nhỏ gọn với màn hình ngoài 4,6 inch, nhưng khi mở rộng ra, kích thước 7,3 inch bên trong giúp khách hàng sử dụng đa nhiệm tốt hơn, có nhiều không gian để thao tác hơn. Phát súng đầu tiên Samsung Galaxy Fold và tiếp theo là Galaxy Z Flip đã khẳng định dù có bao nhiêu đối thủ đi chăng nữa, ngôi vương trong thị trường sản xuất điện thoại di động vẫn thuộc về Samsung mà thôi. Tin chắc rằng với sự cẩn trọng,
đầu tư và tinh thần sáng tạo luôn đi lên của Samsung, tập đoàn này sẽ tiếp tục mang đến nhiều dòng sản phẩm và công nghệ nổi bật cho toàn thế giới. Ba đời chủ tịch tập đoàn vướng phải nghi án tham ô và hối lộ. Tập đoàn Samsung chói lọi và gặt hái được nhiều thành công như vậy, nhưng ẩn đằng sau sự phát triển như vũ bão đó cũng có nhiều góc khuất khó lòng giấu giếm. Chủ tịch tập đoàn của Samsung luôn được truyền thông nhắc đến với vô vàn từ ngữ ca ngợi về những đóng góp của họ cho sự phát triển của tập đoàn nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung. Nhưng thực sự, họ đều đã vướng phải các tội danh liên quan tới tham ô và hối lộ. Và cuối những năm 1950, Lee Byung-chul đã trở thành người giàu nhất Hàn Quốc, cùng lúc cũng trở thành biểu tượng của tham nhũng. Để giải quyết vấn đề bị coi là tham nhũng, đồng thời cứu Samsung sau sự sụp đổ của Lee Sing-man, Lee đã gặp mặt tướng Park Chung-hee, người đứng đầu chính quyền quân sự bấy giờ. Cả hai đã đi đến thỏa thuận. Tất cả lỗi lầm quá khứ của Lee sẽ được bỏ qua, với điều kiện ông phải sẵn sàng làm việc với mục tiêu ủng hộ chính phủ mới. Đây cũng là giai đoạn Hàn Quốc chuyển mình trở thành quốc gia công nghiệp. Song song với việc thực thi thỏa thuận, thì tới năm 1966, Samsung lại dính vào bê bối liên quan đến nhập khẩu bất hợp pháp, khiến Lee Byung-chul phải từ chức và sống lưu vong một thời gian ngắn. Chủ tịch kế nhiệm Lee Kun-hee, tiếng tăm lừng lẫy, cũng không thể tránh khỏi vòng lao lý. Năm 2002, Samsung cũng đã bị tố cáo lập nhiều quỹ đen với tổng số tiền hàng tỷ won dưới dạng trái phiếu. Nhưng sau đó, cuộc điều tra đã bị đình lại vì số tiền trên là một phần trong quỹ cá nhân của chủ tịch Lee. Năm 2005, Samsung bị pháp luật xử vì tội đã nâng giá ảo với chip máy tính trong thời kỳ từ năm 1999 đến năm 2002 để thu lợi bất chính và hòng bóp chết các đối thủ cạnh tranh. Samsung đã bị phạt 345 triệu đô la Mỹ. Năm 2007, khi một cựu cố vấn pháp lý cho Samsung tiết lộ sự thật rằng tập đoàn này điều hành các khoản tiền khổng lồ và sử dụng chúng để hối lộ những người có tầm ảnh hưởng, bao gồm cả các chính trị gia, công tố viên và quan chức chính phủ, để họ lờ đi những hành vi phạm pháp của Samsung, bao gồm cả việc chuyển giao tài sản cho các thành viên trong gia đình. Ông Lee Kun-hee từ bỏ mọi công việc quản lý vào tháng 4 năm 2008 dưới áp lực ngày càng lớn của dư luận. Vào tháng 8 năm 2009, ông bị kết tội trốn thuế và che giấu tài sản của mình trong tài khoản của các phụ tá. Ông Lee bị kết án 3 năm tù treo và nộp phạt 110 tỷ won, tương đương 109 triệu đô la Mỹ. Ông cũng đã nộp 45,6 tỷ won, tương đương 40,3 triệu đô la Mỹ tiền thuế chưa nộp. Tuy nhiên, nhà tài phiệt đã được Tổng thống Lee Myung-bak ân xá 4 tháng sau đó. Tổng thống cho biết, đất nước cần nhà lãnh đạo Samsung giúp giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2018. Lee Kun-hee là thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế từ năm 1996. Hàn Quốc cuối cùng đã thắng và tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào cuối tháng 2 năm 2018. Lee Kun-hee được phục hồi làm chủ tịch Samsung Electronics vào tháng 3 năm 2010 theo yêu cầu của các CEO tập đoàn, những người nói rằng họ rất cần kinh nghiệm và kỹ năng kinh doanh của ông để tồn tại trong cuộc khủng hoảng mà tập đoàn đang phải đối mặt. Gần đây nhất, vị thái tử được chọn vào vị trí kế nhiệm chủ tịch tập đoàn sau khi cố chủ tịch Lee Kun-hee qua đời. Ông Lee Jae-yong hai lần bị cáo buộc mà bắt giam. Năm 2017, Lee Jae-yong đã bị kết án 5 năm tù vì tội hối lộ, tham ô và các tội danh khác nhau khi ông vướng vào một vụ bê bối liên quan đến sự sụp đổ của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Sau đó được kháng cáo về tội danh nghiêm trọng nhất và được trả tự do một năm sau đó. Ngày 17 tháng 1 năm 2021, Tòa án cao cấp Seoul xác nhận ông Lee Jae-yong đã hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye 8,6 tỷ won, tương đương 7,7 triệu đô la Mỹ. Tuyên bị cáo mức án 2 năm 6 tháng tù giam, bắt giam ngay tại tòa. Ông Lee đã không kháng cáo. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Lee Jae-yong vẫn có thể đề nghị Bộ Tư pháp Hàn Quốc thay đổi quyết định này. Khi đó, Ủy ban Quản lý Tội phạm Kinh tế đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định và ra quyết định có gỡ bỏ hạn chế làm việc đối với ông này hay không. Dù có không ít thị phi về tập đoàn Samsung, nhưng tất cả chúng ta đều không thể phủ nhận được sức bật kinh người, thành công vang dội cũng như sự lãnh đạo tài tình của các vị chủ tịch tập đoàn. Mong rằng trong tương lai, Samsung sẽ tiếp tục cải tiến để mang đến nhiều hơn những sản phẩm hữu ích cho người dùng. Trên đây là toàn bộ câu chuyện về Samsung. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Cùng để lại comment để chúng ta thảo luận nhé. Đây là Battle Cry Thương Trường Kỳ Chuyện, nơi có những câu chuyện thú vị nhất về giới kinh doanh mà chắc chắn bạn sẽ thích. Một dự án mới của Battle Cry Team.
Hy vọng bạn sẽ ủng hộ nó như Battleground người kể sự và Battleground khám phá thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!